Đêm rồi, mình ăn thôi. Và đây là anh Long Vàng. Hôm nay chúng ta sẽ có món gì đây? Gà hầm nha. Ok, mời mọi người cùng ăn nha. Làm bát mì nha. Mì gà Tân Ngạch thì đúng đỉnh luôn. Mì ly. Cái là mì. Đó. Để lấy mì ra trước, không là nó sẽ bị mềm nhũn ý. Mình thích ăn cái mì nó hơi sống một tí. Không biết các bạn có giống mình không? Cái mì mà nó còn hơi sượng sượng ấy. Ngon vậy, thích ăn cái kiểu đấy giòn giòn. Đêm rồi ăn gà Tần đúng đỉnh. Mùa này có sấm rồi nên là ngải cứu nó hơi đắng. Mình cũng không biết tại sao nhá. Cứ thời mà có sấm ấy, là ngải cứu này hay mướp đắng ấy, sẽ đắng hơi bình thường. Ai biết lý do tại sao? Mì không. Đây là rau ngải cứu với lại đương quy này. Táo đỏ rất ngon luôn. Mình cũng đi tập ấy, nên là ăn nhiều gà cho nó có protein. Hẹn gặp mọi người ở tối ngày mai.